Vỏ gì đây, vỏ có gì trong đây đây? Dạ, quà. Sách vỏ đen chi vậy? Vỏ đệm chi vậy? Cái gì Vỏ đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Trời, sao bánh tráng? Cái gì đây? Đặc sản của em đó anh. Trời, tôi có tặng một vỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn. Bé không? Ăn. Hả, mang suốt. Xin mời chàng trai xuất hiện. Gì vậy? Gì vậy anh Linh? Chị Linh và chào chị Gác Tường nha các bạn khán giả. Gì vậy anh Linh? Sài Gòn kiếm ghệ anh ơi. Hai lúa Sài Gòn kiếm ghệ hả? Dạ. Nay tính tạo ấn tượng hay là đi làm ruộng về? Dạ, không phải, tại em có biệt danh là Hằng Bờm với Hai Lúa. Nên với em cũng thích quê miền Tây nên thích thể hiện phong cách nha. À, thể hiện phong cách vậy đúng không? Thích Hai Lúa đúng không? Dạ. Bạn là quê ở đâu? Dạ em quê ở Trà Vinh anh. Trà Vinh, bạn lên thành phố làm gì? Dạ em thì hiện tại sống ở Tây Ninh anh. Em làm quản lý khai thác ở công ty khai thác khoáng sản Tây Ninh. Trà Vinh hay Tây Ninh? Bạn ở Trà Vinh, quê Trà Vinh nhưng đang làm việc ở Tây Ninh. À. Và hôm nay đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. À. Mời cô bạn gái rất là xinh của chúng ta ngày hôm nay bước ra sân khấu. Chào em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Tuyết Nga. Năm nay em đã trải qua 26 mùa lá đổ nhưng chưa từng nắm cổ tay ai. Bên kia là Nga, 26 mùa lá đổ rồi. Bắt đầu bạn giới thiệu cho bên kia nghe cho nó dữ nè. Anh là em tên là Đỗ Minh Lộc, hiện nay em 29 tuổi. Dạ. Bạn hai mấy tuổi rồi? Mấy mối tình? Dạ em có một mối tình duy nhất anh. Bao nhiêu năm? Em quen được 2 năm mà kết thúc nay cũng lâu rồi, khoảng 7-8 năm rồi. Chưa có mối tình nào khác hết? Nói không có thì cũng có tìm hiểu, như mình đi uống nước thôi, cảm thấy như là không có rung động gì thì cũng bạn làm bạn thôi chứ không có quen. Vỏ gì đây, vỏ có gì trong đây đây? Dạ, quà. Cái sách vỏ đen chi vậy, vỏ đệm chi vậy? Cái gì dạ, đây? Quà của em cho bạn nữ. Tặng cho bạn nữ hả? Dạ. Trời, sao bánh tráng? Cái gì đây? Đặc sản của em đó anh. Trời, tôi còn tặng một vỏ vậy đó. Vậy cho bạn nó ăn súng răng luôn rồi. Ác không? Anh tặng ăn súng răng luôn hả? Dạ. Bây giờ nãy giờ mình buồn quá, mình nói chuyện tình yêu không à. Giờ tôi muốn bạn tạo một cái ấn tượng gì đó trước khi gặp bạn gái đi ha. Mình hát bài gì tặng cho bạn gái được không? Dạ thường thì em khi mà em hát là phải có chén muối chứ bên này này. Uống chi vậy? Dạ vừa ăn muối vừa hát mới mặn mà được. Cái đó coi như bạn tưởng tượng có chén muối đây nè, tôi cầm chén muối nè bạn, coi như chấm đây nè. Thôi đừng có ép, trời ơi, chị là lạc dữ lắm, ép làm cái gì. Rồi thử ơi, hát bài vui vui lên cái coi. Em thì hát cũng không được hay. Rồi. Mà xin hát một khúc ra, đoạn mày anh ở đầu sông em cuối sông đi. Rồi đứng lên biểu diễn luôn. Thôi ngồi đi anh. Sao cho khán giả người ta vỗ tay, bên kia người ta thấy hứng thú chứ. Đứng lên. Coi như Hai Lúa nó mạnh dạn chứ coi. Anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước dàm cỏ đông. Xa nhau đã chín ba mùa lúa. Thôi bây giờ là hồi nãy giờ thì chị cũng không thấy giống như bạn thôi, chị cũng không biết là cái bạn trai bên kia như thế nào, mà thấy khán giả ở dưới thì rất là vui cười vỗ tay hí hửng lắm. Thì bây giờ trước khi chị qua chị xem mặt cho em thì chị muốn hỏi em là bây giờ em mong muốn cái người bạn trai của mình là cái mẫu người như thế nào, về vóc dáng, về tính tình, để chị qua chị xem rồi ngắn gọn. Dạ, mẫu bạn trai lý tưởng của em á, thì em thích là thứ nhất á là chiều cao. Cao khoảng 1m65 trở lên. 65. Dạ, thứ hai là ngoại hình á thì năng động. Chị thấy có vẻ là năng động. Dạ, rồi đó, dạ. Năng động quá rồi, luôn rồi đó. Chơi thể thao. Rồi thể thao dữ lắm à. Dạ. Dạ. Thứ ba là em thích đầu đinh. Đầu đinh. Dạ, mắt bồ câu nhưng mà con không phải con đậu con bay nha chị. Có nghĩa là mắt to ha. Mắt to, mắt dạ. To. Mắt to. Bên đây tập tạ vui vẻ hòa đồng á chị. Tính tình hòa đồng, dạ, vui vẻ. Dạ. À, 1m65 đổ dạ. Lên. Thể thao. Mắt bồ câu. Mắt này mắt bồ lạch. Lạch. À, chào chị. Trời ơi, cái vụ gì đây trời. Đứng lên coi được 1m65 không? Dư chị ơi, em tới 1m7 lần. Em có chơi môn thể thao gì mà nhỏ xíu vậy? Dạ. Môn nào em cũng chơi được chị, mà không môn nào em chơi giỏi. Tập tạ rồi đi chứ. Chạy bộ với Tây Ninh rồi lên đi, cho cơ bắp rồi nó cuồn cuộn chút chứ. Dạ. Trời ơi, cái gì vậy trời. Không, cái
chị không biết. Cái này chị khó nói lắm. Khó quá hả chị? Khổ nhiều, lý tưởng của em như thế nào? Tùy cái gu em, biết đâu gu em gu lạ, thế gu chị là thua rồi đó. Để coi gu người yêu bạn trai như thế nào nha. Anh này cao trên 1m55 thôi. Mặt trái son, em thích mặt trái son. Mặt trái son hay mặt trái xoan? Trái son. Hai trái khác nhau nha. Mặt cây son. Son nó dài sọc rồi đó. Tròn dài sọc. Rồi mặt trái xoan. Em thích mặt trái son anh. Hơi bầu 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 tí. Bầu bầu tí? Dạ. Thích gì nữa? Dạ. Nếu mà mắt to tí thì đẹp hơn. Dạ. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Em thích, không thích nhưng mà nữ như là... Thứ nhất là hay càm ràm, không biết thương người nha. Nói chung là thích tính thương người ở người phụ nữ hơn. Hiền thì tốt. Chờ chút xíu nha. Có càm ràm không? Em chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay càm ràm không? Dạ không, em cũng không hay càm ràm hết á. Nói tiếng được, tiếng không được là quất luôn. Dạ. Càm ràm gì chứ. Thương người? Dạ có. Người nào thương mình thương lại không? Thứ nhất là em ưu tiên người già và trẻ em. Người già trẻ em? Dạ. Bên đây trẻ em đó. Dạ. Ưu tiên người già. Thế em yên tâm đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp mặt nha. Cặp này tôi thấy khó đỡ lắm mà nha. Rồi rồi chứ dữ lắm mà. Màn đâu kéo lên. Hai người này đi ngoài phố hay lắm nè. Chào anh. Chị em hỏi là anh có thích ăn cay không? À, mình ăn thì ăn được thôi chứ không thích cay, mình thích ngọt thôi. Lý do tại sao bạn lại hỏi thích ăn cay? Dạ tại vì em là gốc em người miền Trung á, Thừa Thiên Huế đó anh. Nên là em ăn cái món gì cũng phải có ớt. Đó, em ăn cay lắm, nhưng mà ăn cay mà em không có ghen. Dạ. Ủa bạn Nga ở đâu bạn Nga? Dạ em ở Sài Gòn. Cũng có món quà. Đợi nhắc tuồng nữa, cái giỏ mà cũng đợi nhắc tuồng. Có cái giỏ mà cũng quên nữa. Chúng ta có một ruồi ngay đây nè. Dạ, em cũng có mà anh. Hai ruồi giống như nhau. Một ruồi viên á. Bên đây cũng cái một ruồi nè. Một ruồi viên. Ruồi ăn hàng dữ lắm luôn á. Có lời rồi. Có kết đôi hay không không biết mà hồi nữa ra bán cái đống bánh tráng này cũng kiếm được mới vốn rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Mời hai bạn đặt tay ra phía sau thành ghế để nhấn nút. Nếu đồng ý thì chúng ta nhấn nút nha. Còn không đồng ý thì cơ hội sẽ qua. Lấy về là ăn bánh tráng với muối Tây Ninh không á? Ăn bánh tráng với muối không mà được nhiêu đó là cái tướng được vậy đó. 1 2 và 3. Biết lấy lòng người khác quá ha. Hai người đâu đứng sát sát cho coi hợp không? Đáng lẽ là không có chọn đâu đó. Tại vì có cái vỏ này mới chọn đó. Hai người thọt tay vô đây nè. Đây nè, vô đây đó. Mình vô đây. Đó, nắm tay vô. Nắm vô, trời ơi, cái tay lạnh ngắt. Đó, vậy đó. Về đi bắn muối Tây Ninh. Tường sẽ xếp ra cho Tường, sẽ xếp ra chụp tấm hình kỷ niệm ấy. Hai người này lạ lắm nè. Thôi, này cảm giác sao? Nắm tay là cảm giác sao? Là lạnh anh ơi. Thấy được không? Được không? Quá được anh. Quá được. À, mình cũng không ngờ là hai bạn lại quyết định là hẹn hò với nhau ha. Tại vì đối với mình thì cái đề cặp này cũng hơi lạ. Hôm nay mình cũng không có dám nói gì nhiều. Mình chỉ là đưa dắt mối dẫn đường vậy thôi. Còn quyết định là do hai bạn. Hợp nhất là hai cái bục lùi bên đây, cái bên đây cái là. Hy vọng là hai bạn sẽ hòa hợp với nhau ở một cái chặng đường dài. Và chúng ta sẽ đưa nhau cùng về quê nhau chơi. Miền Tây xa xôi và miền Trung xa xôi. Không có xa, khi mà hai trái tim ta xích lại gần nhau thì chúng ta rất là gần nhau. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Nụ hôn đầu tiên của bạn á, bạn rung thế nào? Thì nói chung là cũng phơi phơi. Chúng ta sẽ gặp gỡ một chàng trai. Xin mời. Dạ. Mời bạn ngồi. À, có vẻ cái vẻ e thẹn quá hả? Bạn có hồi hộp không? Dạ hồi hộp. Đang rung không? Dạ. Lấy hơi vô. Rồi bình tĩnh đi, chút xíu tôi hỏi tên tuổi nghề nghiệp luôn. Dạ. À, để cảm nhận cô gái bên kia xuất hiện như thế nào. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Nhỏ nhắn xinh xắn quá. Chào bạn tên là gì? Em tên là Nguyễn Thị Kim Phô.
Kim Phô. À, phi Kim Phô hả? Đúng rồi. Nó lạ ta. À, Phô năm nay bao nhiêu tuổi, làm nghề gì? 29 tuổi. Ủa, nhưng mà tôi hỏi lạ rồi, cái chữ Kim Phô đó bạn biết sao mà gia đình mình đặt là Phô không bạn? Theo như ba em nói á, là theo cái tiếng gì á, Kim Phô có nghĩa là con trâu nước, tại em tuổi Sửu. Cho nên á là kêu con trâu nước thì trên bờ sống không được mà ở dưới nước cũng sống không được. Là dễ sống. Dạ. Vậy là làm biến lắm này nè ha. Có rồi chị, làm xiên chứ, con trâu làm xiên lắm á chị. Trâu làm xiên lắm hả? Dạ. Hiện giờ Phô đang công tác ở đâu, đang làm gì? Dạ, em đang làm kế toán của phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Rồi, bạn trai, bạn tên gì? Dạ, em tên là Khoa, Đào Ngọc Khoa. À, hiện em đang làm kế toán cho công ty dược ở quận 10. Cùng kế toán luôn. Kế toán luôn. Bao nhiêu tuổi? Dạ, em tuổi con trâu. Trời ơi, một cặp trâu nằm nước luôn ha. Mà hồi trước giờ mình có bạn trai chưa? Có yêu chính thức là một người rồi, còn một vài người thì đang giai đoạn tìm hiểu, tìm hoài mà chưa có hiểu cho nên dừng lại. À, hiện tại bây giờ là đang dừng lại hết rồi phải không? Bây giờ là đang bắt đầu đi tìm cái mới phải không? Dạ. Yeah. À, em muốn tìm cái người bạn trai của mình là người như thế nào nè? Tại em hơi bé, em hơi thấp cho nên em thích người cao khoảng 1m65 trở lên. Ăn mặc thì gọn gàng sạch sẽ là được. Em không có thích mấy người mà bụng bự. Sao lại không thích bụng bự? Nhậu quá chị, không thường nhậu bụng như là bụng bia đó ha. Không thích ha. Vụ này tôi nghe quen quen ta. Mặt đểu. Quen lắm luôn à. Mặt đểu là sao? Mặt sao là đểu? Con trai mà nhìn cái mặt nó đểu đểu, em không thích. Đểu đểu gian gian, em không thích. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia nói rồi, bạn cảm nhận như thế nào nè? Thì em cũng cảm nhận được có thể là bà bên kia hiền. Hiền. Nói chung chắc cũng có thể là dễ thương. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng đã từng là trải qua 2 mối tình. Lần đầu thì yêu nhau cũng hơn 1 năm. Và sau đó thì cũng chia tay. Lần thứ hai thì được hơn 2 năm. Rồi cũng chia tay cách đây cũng được 8 tháng à. Lý do tại sao chia tay? Thì do người ta chủ động chia tay với em thì... Nếu ta không chia tay thì sao? Thì chắc có thể là cuối năm nay. À, tức là bạn không có chủ động trong 2 cuộc tình, bạn không chủ động chia tay luôn. Dạ, cái mối tình đầu tiên thì em chủ động chia tay. Còn mối tình thứ hai thì bị chia tay. Đúng rồi, ăn miếng trả miếng thôi. Dạ đúng rồi. Đầu tiên bạn chia tay người ta lần sau, người ta chia tay bạn lần sau nữa, hai người tự chia tay. Chia tay cái cảnh độc thân để mà mình tiến tới hôn nhân. Đúng rồi, tiêu chuẩn người yêu của bạn như thế nào? Thì tiêu chuẩn người yêu của em thì cũng đơn giản lắm, nói chung là... ngoại hình thì cũng ưa nhìn một chút, cao thì 1m55 trở lên là được, đừng có xe xua hay là đu đòi vậy mà được, đặc biệt là được cái sơ móng tay đó lẹ đó lét là được. Ủa, sơ móng tay mắc mới gì không thích? Có, bên đây đó lẹ đó lét, nhưng mà chị Tường đi làm như mình có kế toán á, người ta có nói mình có khô khan quá không? Ai cũng nói kế toán khô khan, nhưng mà em thấy theo em thì sao? Em không có khô khan. Không có khô khan. Dạ. Em có sở thích gì, có cái năng khiếu gì không? Dạ, em sở thích thì em có nhiều lắm chị. Thích đi du lịch, thích đi chơi, thích đi xem phim, thích đi ăn uống, thích hát karaoke. Hát hay không? Dạ, theo nhiều người nói thì cũng được. Cũng được đâu, thử làm thử một khúc coi cho để mình chứng tỏ là mình kế toán mình không có khô khan. Còn thương rau đắng mọc sau hè. Rồi. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn. Khói khói đốm đồng để ngâm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần. Yêu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu hè. Ba da miếng dừa đường mòn xưa dài nắng dầm mưa. Em hát biết gì thôi nha. Nãy giờ thấy nhếch nhép miệng muốn hát rồi nè. Đáp trả bài thử ơi. Tới chương trình hôm nay thì em thấy bạn kia hát hay quá. Em cũng hát nhưng mà hát không có hay lắm. Nhưng mà em cũng xin hát lại một bài là bài Vì Đó Là Em. Rung, em rung quá. 2, 3. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngay. Rồi, giỏi biết luôn. Rồi, để tôi đưa bạn vô thi chương trình Bạn Có Thực Tài. Hỏi biết luôn. Bạn là quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hả? Dạ.
hình như bạn là một người hết sức nhút nhát đúng không? Nói chung cũng vậy. Ví dụ như bây giờ tập này thì em nhát, nhưng mà lần sau tập sau mà em lên nữa chắc em nhát. Nhưng mà tôi hỏi bạn, nếu bạn nhát như vậy thì cái nụ hôn đầu tiên của bạn á, bạn rung thế nào? Thì nói chung là nó cũng phơi phơi. Vậy là thành công rồi. Nhưng mà nhào vô hôn liền hay sao? Xin hay là? Dạ không, phải xin trước. Lén lén hay sao? Chứ không xin là ăn tát liền anh. Xin sao bạn nói sao bạn hôn được? Thì kêu là em ơi cho anh hôn miếng. Rồi bạn gái nói sao? Thì bạn gái im lặng là mình hôn thôi. Chưa cho phép rồi. Im lặng là đồng ý rồi. Là nhào vô hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó làm tới luôn. Dạ hôn thôi chứ đâu làm gì đâu anh. Xin là hôn thì người ta cho hôn hôn thôi chứ làm tới gì. Em muốn vợ chưa? Dạ nói chung là em cũng muốn muốn. Muốn chưa, chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi, gặp nếu mà được cưới liền không? Dạ được, nhưng mà cũng phải tìm hiểu được thời gian. Bao lâu mới cưới? Thì khoảng ít nhất thì cũng 6 tháng cho anh để anh hiểu nhau đi, lỡ mà đúng lộn với nhau mệt lắm. Trời đất ơi, lộn làm gì cũng lộn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem mặt để coi kiểm tra được không cho gặp luôn. Hello. Bạn quê đâu? Dạ em hình như là cùng quê với bạn đó, bạn đó cũng Quảng Ngãi phải không anh? Quảng Ngãi luôn. Dạ. Bạn cũng Quảng Ngãi luôn. Dạ. Vậy là hợp đấy. Tết này mình về quê được chung rồi đó. Hai con trâu về. Hai con trâu. Rồi. Với hai con trâu về có đổi nhau không? Thích bên kia khoảng 1m65 hả em? Không có được thích bụng bự đúng không? Em chào chị. À chào bạn. Được. Nãy giờ còn rung á. Được, lát nhớ xin nha. Xin chứ chị. Xin. À rồi. Không, chưa. Để từ từ chứ chị. Chứ xin liền người ta bỏ mà chạy mất chứ sao? Ví dụ như họ không cần xin mà người ta tự cho luôn sao? Ờ cái đó thì được ạ. Được ha. Dạ. Cặp trâu nước này được. To lắm nha, chuẩn bị tinh thần đi đó. Nhưng mà hôm nay cũng vạm vỡ đâu, đứng lên coi coi cao 1m65 không? Dạ em cao mấy. Được. Cao à. Được. Cao chắc hơn tôi à. Được. Dư sức khiêng em về Quảng Ngãi. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi Linh ơi. Rồi xin mời màn kéo lên. Hai phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. À, cái tay mình tặng bạn. Dạ cảm ơn. Ủa các bạn ở Quảng Ngãi nha, bạn ở đâu? Dạ em ở Nghĩa Hành, còn anh ở đâu? Ủa Hành gì? Dạ Hành Trung. À gần nhà mình luôn, cùng mình với bạn. Từ. Coi chừng kiểm tra của bà con không nha. À, không có đâu. À, em họ Đào, bạn này họ Nguyễn. À, con trai miền Trung thì rất là gia trưởng. Anh có gia trưởng không? Không, mình thì không có gia trưởng, nói chung có xíu xíu thôi chứ không có nhiều lắm. Anh có nhậu nhẹt, hút thuốc lá rồi cờ bạc gì không? Cờ thì có nhưng mà bạc thì không. À, nhậu nhẹt thì thỉnh thoảng thì mới có, còn thuốc lá thì đặc biệt không, mình rất ghét thuốc lá. Không ngồi tôi cũng e thẹn gặp lá lạnh nước. Cái này là em bắt sống được rồi anh ạ. À, em thì em thích con trai mà biết về bên kỹ thuật á. Ví dụ như là điện nước ở nhà hư thì có thể biết sửa. Cái đó thì ok, dạ. Mình có cái tính là mình học lỏm rất là giỏi. Ví dụ như thấy người ta sửa cái gì đó, mình bắt chước là sao hư mình sửa được. Dạ. Còn riêng mốt xe em thôi, anh nhớ sửa giùm em nha. Ở xe thì mình có lại, xe những cái mình đơn giản thì mình sửa được. Chứ còn ví dụ như là máy móc ở đâu đó thì mình không sửa được. Dạ. Yeah. Ví dụ mà kết hôn thì anh có nghĩ rằng là anh sẽ giúp vợ làm việc nhà không? Cái đó thì tất nhiên rồi, bây giờ là năm nữa mình đẳng mà. Ví dụ như là vợ giật đồ thì chồng lau nhà, hay là vợ okay. Làm cái nội chồng lau cái kia, mình chia sẻ nhau công việc thôi chứ. Yeah. Cái đó thì mình không có quan niệm là vợ phải làm hết. Nói không kịp đếm luôn. Thôi hết giờ. Rồi và bây giờ là sau khi một cái 2 phút để trải nghiệm, bây giờ chúng ta hãy lắng động lại và quyết định xem là chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ nhấn nút nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò, và ngược lại không đồng ý hẹn hò chúng ta sẽ không nhấn nút. Và bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 các bạn, Tết này gì vậy, ồn dữ vậy, cái cao thấp đâu quan trọng đâu, đúng không bạn? Dạ. Quan trọng rất là dễ thương, quan trọng là hợp nhau và yêu nhau là được anh. Hợp, bạn thấy hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Giờ còn rung nữa không? Dạ cũng còn rung. À nhưng mà chúc mừng các bạn, Tết này dù sao đi nữa thì tôi nghĩ rằng hai bạn cũng có thể mua vé đi về chung
Quảng Ngãi ha. Để có người tâm sự dọc đường mà biết đâu mình sẽ đi về quê với nhau. Ra Nhiên mình cưới nhau. Rồi Ra Nhiên anh cưới em. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ quen hoặc thích một bạn nữ á, thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Mối tình dài nhất là bao lâu? Dạ mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi quá xa. Xin mời nhà gái. Để đâu đây con? Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai, dạ, ngồi chào. Đi em. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân chút xíu nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con. Chào bạn Nam bên cạnh và toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Mình xin tự giới thiệu, mình là Bích Phượng. Năm nay mình 28 tuổi. Đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Con đang làm quản lý đơn hàng cho một công ty may xuất khẩu. Con sống tại Hóc Môn, quê quán là ở Lâm Đồng. Rồi, mời bạn trai. Chào chú Linh, chào khán giả và chào bạn nữ bên cạnh. Con thì hiện tại năm nay 29. Tên là Thành. Gì Thành? Dạ, Ngô Trọng Thành. Hiện tại thì con đang làm 3 công việc. Ngoài công việc chính là làm dành chính là bên IT ra thì con còn nhận làm thêm tại ngoài giờ tại công ty và làm tự mở quán ăn riêng. Mở ở đâu? Dạ, mở tại quận 11. Dạ, đúng. Thành bán gì? Dạ, con bán mì quảng chứ. Rồi, ngon. Bây giờ nhà gái cho biết sơ yếu lý lịch nhẹ nhàng trước, điểm yếu điểm mạnh cái nào? Điểm mạnh của em là nhiệt tình, năng động, sống chân thành và biết quan tâm chia sẻ người khác. Là người có thể thích nghi với mọi môi trường được ạ. Còn điểm chưa mạnh? Điểm chưa mạnh thì sống đôi lúc bị tình cảm chi phối, hay quên, quên lặt vặt, bị mù đường và đôi lúc bị lười theo cảm tính. Và có rất là nhiều nỗi sợ, như là sợ độ cao, sợ ma và cả sợ bò sát nữa. Rồi bạn Nam ơi, con nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh con là nói chung là con có thể tự nấu ăn, tự làm việc nhà được. Nói chung là kiểu thích làm việc. Cái điểm nhất của con là khi mà con quen hoặc thích một bạn nữ thì con hay nói chung là rất là chiều bạn đó. Một là con sẽ thấy bạn đó cần gì thì con sẽ nói chung là con tự đi mua tặng luôn. Hai là bạn nó thích thì con thấy ok là con mua luôn, con không có quan tâm quá vấn đề về cái món quà đấy. Điểm này đâu phải điểm yếu đâu. Dạ. Ông nào cũng có điểm này mà. Không, để con chịu quá, có nghĩa là nhiều cô gái là con chịu vậy thì hình như là họ chán hay sao á. Thôi không có đâu, chịu vậy không chán đâu con. Vậy hả? Vậy là Thành có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì tầm 2 mối cô. Giống con. Ủa rồi con mua đồ cho nó nhiều quá nó bỏ con hay gì? Dạ, tự nhiên đang vui vui chứ bạn nó kêu không muốn quen nữa cô. Con không biết lý do cô. Mặc dù đang đi chơi vui lắm con, mà bữa sau tự nhiên quạo cái kia không muốn quen nữa. Con cũng suy nghĩ, nói chung là con nhìn vào bản thân trước, con sẽ coi là con có lỗi gì không. Con gọi điện suốt luôn á, gọi là chẳng thương. Níu kéo mà không được. Dạ, mà con thấy bạn đó nói chung dứt khoát quá thì con cũng cảm ơn. Là dứt khoát. Con cũng tặng bạn đó con gấu. Con cũng nói bạn đó là cố gắng chăm sóc cho nó thật kỹ, tốt, đừng để nó buồn của con. Bây giờ con ở không bao thời gian bao lâu rồi? Cũng lâu cô, cũng mấy tháng rồi. Tại vì, trời đất ơi, lâu quá trời. Có mấy tháng nó ở không mà nó lâu quá lâu. Nửa năm rồi cô. Tại vì khi con xác định quen một ai đó thì con chỉ quen một người. Và những người còn lại giống như con không có không. Con bắt cá một tay thôi. Đúng rồi. Không có bắt cá hai tay. Đúng rồi. Đúng không? Hai tay một con cá cô ạ. Dạ, kiểu là con chấp nhận cái kiểu này cô. Trời bận trở lạnh, còn anh bận chờ em. Tại em chấp nhận là em suy nghĩ là em chấp nhận có thể là thời gian lâu cũng được, 10 năm, 20 năm, 30 năm cũng được. Nhưng mà em chấp nhất là cái mối tình đó là phải làm em tin vào cái, nói chung là em sẽ tìm cái tình yêu của em. Rồi, nãy nghe bên kia cũng hai mối ha. Hai mối. Rồi. Dạ, chào anh Việt Linh. Rồi, anh có mái tóc giống em quá. Ừ ha. Ủa sao kiểu hai kiểu giống nhau rồi ta? Hai mình sao giống hai mái tóc vậy ta? Không hẹn mà gặp đôi mái tóc hề. Đôi mái tóc hề. Không, em nghe là anh mới cắt ngày hôm qua. Đúng rồi. Còn em là cắt vài ngày rồi nên mới dài tới đây, còn không lại giống nữa. Chút chụp tấm hình lưu niệm nha. Dạ. Rất là lạ lắm, qua lấy cái rổ úp cắt. Dạ. Cái tình dài nhất là bao lâu?
Dạ, mối tình đầu 6 năm. Lý do tại sao chia tay? Lý do là do khoảng cách địa lý. Bạn đi hợp tác lao động ở Nhật. Rồi, quá xa. Mối tình thứ hai bao lâu? Dạ, mối tình thứ hai thì cũng được 2 năm. Vậy là coi như em cũng yêu 8 năm rồi đó. Dạ, đúng rồi. Em hình dung người yêu lý tưởng của em một mẫu hình như thế nào? Em thích một bạn cao một chút xíu, tầm 1m7. Em thích một bạn có cửa sổ tâm hồn thật là trong sáng, nụ cười tỏa nắng. Như vậy thôi là... Cửa sổ tâm hồn. Sao thấy được cửa sổ đó? Trong sáng có nghĩa là không có cận á hả cưng? Dạ, cận cũng không sao, nhưng mà ý là cái mắt của bạn nhìn thu hút. Mắt nhìn sáng chói. Cười tỏa nắng thì không biết tỏa hay không. Ở đây không có nắng. Nãy tôi thấy ấy nó cười rồi. Xíu tự em cảm giác điều đó. Em không thích điều gì đàn ông? Em không thích một người keo kiệt, vô tâm. Bạn này không có gì keo, luôn này... Không keo và không hề vô tâm, không quan tâm quá luôn mà bị bỏ. Em nghe bạn chia sẻ thì thấy bạn là người sống rất là tình cảm. Bây giờ tính được 90% rồi đó. Bên đó suy nghĩ về mẫu người bạn gái như thế nào cưng? Cởi mở, vui tính, rồi biết quan tâm người khác là được. Vậy thôi hả? Dạ, tại vì nói chung người nghề thì em cũng không quan trọng. Tại vì em tin tưởng như bản thân em có thể làm được. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi gia đình, ba mẹ với là bạn. Rồi, xin... mời đại diện nhà trai ạ. Chào chú Hoàng Linh. Dạ, xin chào. Ngưỡng mộ em rất lâu. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chị rất thích chương trình này. Tôi là mẹ của Ngô Trọng Thành. Thành thì hiền, học cũng rất là giỏi. Có bằng là kỹ sư về máy tính. Vừa rồi thì nó cũng yêu hai mối tình. Nhưng mà hai mối tình đó không bao lâu hết trơn. Nói chung là có chừng 2 tháng hơn à. Cái mối tình đầu thì cũng coi ngày cưới, đáng lý là tháng này cưới nè. Nhưng mà bạn đó là bây giờ suy nghĩ, nói là bây giờ chưa nghĩ tới. Nói chung là mình nói là đứng núi này trong núi nọ đó, chưa có xác định được. Thì Thành không thích. Thành thích bạn gái nào khi yêu Thành phải xác định. Nếu tìm hiểu ok thì đi đến tới hôn nhân luôn. Chứ không có lăng nhăng. Cái coi như là đâu ra đó là con, coi như là con mình là ok. Không có một coi như còn Jin Quyên Si. Nói chung là ok á. Cảm nhận của chị thì nói chung gặp bạn gái này, con cháu này cũng dễ thương. Mà chút mở rèm ra thì hai đứa thí dụ có tim mà đập hay gì đó thì hai đứa nó bấm nút thôi. Chứ còn đúng rồi, cảm nhận được như thế nào. Chứ còn giữa ba mẹ thì là sao cũng được hết. Miễn con mình nó yêu mà là mình yêu. Đúng rồi. Cảm ơn bên nhà trai. Còn đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng đại gia đình ạ. Ba mẹ, em gái, bạn thân chị và đang có sếp trên đường tới đây nhưng mà không có kịp. Dạ, kính chào hai MC Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ, chào anh. Kính chào phía nhà trai, kính chào khán giả trên hội trường. Tôi là bố của con Võ Thị Bích Phượng. Bạn trai này rất là sống có tình cảm. Những câu nói ghi nhận được hay có tình cảm được hay giữa hai đứa tìm hiểu. Mẹ nói vài câu đi. Dạ, MC. Dạ, thấy hai cháu cũng, hai cháu bây giờ hai cháu nó đặt đâu thì cha mẹ cũng đồng ý theo. Giống dạ, cũng mình xây dựng cho hai con thôi. Phải để cho hai đứa nó quyết đi Linh ơi. Vậy mở rào đi. Ừ. Rào mở. Con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Đó. Bóng tặng bóng. Đó, đời người ra không tặng bông luôn thiệt á. Quà quyết rồi. Dắt đi shopping này liền. Em có món quà tặng cho anh ạ. Cảm ơn em đến. Anh có tặng cho em không? Có, tặng em chứ, anh tặng em chứ. Đưa cảm ơn cô giữ. Cách gì đọc rồi. Chào mẹ. Cái khăn ạ. Cái khăn nè. Tặng chị đeo chiếc khăn vô ấm lên cho bạn đi. Sao con em nghe nói tặng khăn là dễ chia tay lắm đó nha. Đâu, tại vì con thích này. Cái này con đi lửa, con tự giặt luôn con. Tự giặt luôn rồi, đúng giặt rồi. Luôn rồi hả? Giặt rồi, giặt rồi, sạch rồi. Ôi đó. Quấn thân dùm còn tròn cho đẹp, quấn giống như mệt vậy. Con chưa tặng bao giờ rồi chứ. Chưa biết luôn. Chị mua khăn tao phải tìm hiểu quấn này kia chứ. Em á là một người cực kỳ thích kinh doanh. Cái mà yêu cầu của em đối với chương trình á là muốn một người bạn trai vừa biết về marketing nè, vừa yêu thích kinh doanh, sống tình cảm nữa. Nên là em nghe anh giới thiệu thì em cũng thấy rất là hồi hộp, mong gặp anh là như thế nào á. Em thấy ok không? Ổn tí không? Em thấy mấy người mà mũm mĩm một chút xíu, anh cũng hơi mũm mĩm. Cưng thích đúng không?
Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Xíu nữa chắc sẽ bấm nút. Thì em cũng có sở thích là đọc sách. Thì em muốn là về sau này á, có thể cùng bạn trai của mình mỗi tuần hoàn thành được một cuốn sách. Mình không thể trải nghiệm được tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, để là mình có thể trải nghiệm qua những kinh nghiệm sống của người khác. Em có nói sơ qua về cái cảm nhận của em á, còn anh thì thấy em như thế nào? Với anh thì em thì cũng vui tính, dễ thương. Cũng nói chung là nếu em tặng sách thì anh nghĩ là em đã có một cái ý tưởng gì đó đúng không? Dạ. Thì em mới tặng anh. Thì nói chung anh cũng thích. Anh Thành á khá là phúc hậu. Dạ. Đó là... cái đôi mắt sao, đôi mắt sao? Dạ, xuyên qua cặp kính thì vẫn thấy có hồn ạ. Có hồn, đôi mắt trong sáng đúng không? Còn dạ, nụ cười sao nè? Dạ, cũng được. Anh nghĩ thế nào về bạn thân khác giới? Em gái mưa hay bạn thân khác giới thì em không có sự tin tưởng nhiều. Có nhiều bạn gái mưa hay em gái mưa không? Không có nhiều bạn không? Thì mình phải nói. Chứ anh Linh là nhiều em gái mưa lắm á. Có à, tôi không bao giờ có em gái mưa. Không có bao giờ em gái mưa gió gì chân. Tôi có em gái bão thôi. Có em gái bão thôi. Anh có biết hát không? Có, anh nói chung anh chỉ biết hát dạng karaoke bạn bè thôi, nói chung hát cũng được. Hát em muốn nghe những người mà hát hay ấy sẽ làm em bị rung rinh. Vậy thì con muốn thử lắm, rung rinh sao chú? Có người hát nó rụng rúng luôn á. Coi như lúc anh một mình cô đơn, đã quen rồi Sài Gòn một mình nắm xe thôi, vì đã quen với cảm giác không cần ai. Thôi sau này anh hát riêng tặng cho em cũng được. Okay, ở đây okay, đông okay, quá. Bên đây mình hát lại đi. Em cũng có chuẩn bị một bài hát. Tại vì em hát không hay nên em mới thích bạn trai mình hát hay á. Tự tin lên nào. Mọi người cho em một tràng vỗ tay đi. Cùm xe mà đi cả hàn chi về sợ. Appa cùm, amma cùm, eki cùm. Appa cùm, tung tung nghe. Amma cô mình nay xin nghe Eki cô mình nâu kia hoa ít sư cha rành bà. Dạ, ý nghĩa là một gia đình có ba con gấu sống chung một ngôi nhà. Có gấu cha, gấu mẹ và gấu con. Gấu cha thì mập mạp mũm mĩm, gấu mẹ thì thon thả xinh đẹp, còn gấu con thì rất là đáng yêu. Và ba con gấu sống trong một gia đình rất là hạnh phúc. Dễ thương quá. Vậy là gần đúng với cái trường hợp này ha. Bây giờ chỉ đúng còn rồi, coi gấu con sao thôi. Đúng rồi. Đây có gấu cha, gấu mẹ. Mẫm mỉm dễ thương là gấu cha. Có gấu bà ngồi kế bên kia nữa kìa. Thôi bây giờ hai đứa đứng lên nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, nói rút ruột rút gan hết về đối phương của mình thế nào đi nào. Hai bạn nắm tay nhìn thẳng vào mắt nhau, nắm hai tay luôn. Đấy, mình rút ruột rút gan mà suy nghĩ sao mà nói vậy. Có thể anh chưa giỏi trong tình yêu, nhưng anh có thể học. Chỉ cần anh và em cho nhau cơ hội. Dạ. Thì em sẽ đồng ý hẹn hò với anh nhé. Nút trả lời nha. Dạ. Tôi biết sao mà mấy bé kia nó bỏ được Thành ta, thiệt luôn á. Thằng trai quá đáng yêu á. Rồi, tại vì duyên là của con. Duyên là của con đúng không? Bởi vì con nghĩ vậy đó. Nút bấm đó phải xuất phát từ con tim của mình nha các bạn. Chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau. Hôm nay có ba mẹ hai bên tham dự luôn. Thiệt luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Sẵn đây thì nhà trai nói một vài điều với nhà gái đi. Thì đó mình quay mặt đối diện nhau. Mình đối diện mặt chào với nhau là chị. Rồi, vậy đúng rồi. Xu già. Đúng rồi. Nói đó, là ngày mà mình có thể là ngày xem mắt đấy. Xin anh chị nói trước đi nha. Thôi chào anh, chào chị. Thì bữa nay coi như là tới đây để hẹn hò á, thì hai cháu nó đã bấm nút với nhau rồi. Thì cho cơ hội đó hai cháu nó tìm hiểu, nếu được á thì hai gia đình tiến tới. Bây giờ cháu nó đồng ý, nó tìm hiểu được, nó đồng ý thì hai anh chị và chồng em cũng xây dựng cho cháu thôi. Giờ còn biết đóng góp sao. Rồi hai người thôi, hai người bắt tay cái nào.
Thôi bắt tay đi. Nói gì nữa. Bỏ tay chúc mừng. Chừng nào xong rồi nó có nhiều đúng không? Và sau đây là màn thú vị nhất của chương trình, đó là bạn trai hãy đặt một cái hôn nhỏ nhẹ lên má của bạn gái. Nghiệp mới quen mấy tháng nhá, chắc chưa biết hôn luôn. Dạ vừa mới nắm tay. Nụ hôn đầu tiên đó nha. Nào, từ từ bình tĩnh, để nguyên thành. Hít vô. Thấy sao? Nhũ máp lắm hả? Hôn đầu đài của nó đó. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, dạ. Mọi điều may mắn tốt lành. Cung hỷ nha. Rồi, như vậy là cặp đôi đầu tiên là họ bấm nút. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Ủa nhưng mà chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ, chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn á hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu qua một hai mối tình. Nhưng mà cũng không có thành, tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Xin mời nhà gái. Cặp đầu cũng lại quá ha. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, bên nhà gái nè. Mình giới thiệu về bản thân coi nè. Chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào em. Em tên là Nguyễn Hoàng Cẩm Thúy, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ngành gì thế? Công việc của em là giáo viên mầm non. Ở quận mấy cưng? Dạ, ở quận Gò Vấp ạ. Năm nay là Thúy 42 tuổi. Năm nay Thúy 42 tuổi rồi. Rồi, xin mời nhà trai. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào mọi người ở trường quay. Em là Phạm Ngọc Trước, năm nay 46, quê ở Đắk Lắk, hiện là đang sinh sống và làm việc ở như Bình Dương. Làm nghề gì? Em chạy chạy xe. Chạy xe ô tô đúng không? Xe tải hay là xe? Xe đưa rước công nhân. Tức là xe 16 chỗ ngồi đó ha. Dạ, dạ. Nhà gái cho biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, thích thực nấu ăn, thích đi du lịch. Điểm yếu là hay quên, với lại hơi nhút nhát trước đám đông chút xíu. Mà khi nào mà quen rồi thì sẽ rất là vui, rất là nhiệt tình. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu là em hơi nhút nhát chứ. Hơi nhút nhát thôi đúng dạ, không? Ta hơi nhút nhát thôi. Thì thôi đó hả? Rồi, nhà trai, điểm mạnh là gì? Em nói chung là không hút thuốc, không rượu. Rồi. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Có điểm yếu gì không chút? Em cũng có điểm yếu. Là gì? Cũng hơi nhút nhát. Nhút nhát, nói chuyện nhỏ quá đúng không? Dạ, dạ. Rồi bây giờ em nói cho đàn gái biết mình có con đường tình duyên nó trắc trở thế nào? Nói chung là cũng có hai mối tình. Lâu lắm, mối tình đầu tiên thì nói chung là... Mấy năm? Chắc phải 2-3 năm á. 2-3 năm, rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cũng chẳng nhớ nữa. Không nhớ nữa? Dạ. Quen lâu không? Chắc khoảng 5.5 năm vậy đó. Lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Bạn về quê, bạn sống rồi là em cũng không về. Về quê sống rồi thôi, mình không về thì mình ở luôn. Dạ. Rồi giờ hiện nay mình ở Bình Dương, ở với ai? Em ở một mình rồi. Một mình chứ hả? Dạ. Đó, đường tình duyên bên đây vậy đó. Bây giờ em độc thân bao lâu rồi? Em độc thân chắc phải được 2 năm mấy rồi. 2 năm mấy hả? Dạ.
Ủa vậy là em yêu cũng trễ quá hả em hả, đúng không? Nhát thôi, rất nhát. Ừ, nhát á. Ờ. Bạn gái sao? Dạ, em trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và hiện tại có một bé gái 13 tuổi. Là ở với em hả? Dạ, bé được ở hai bên. Bé, tại vì bé hiện tại đi học ở quận 3. Em thì em ở Gò Vấp, thì bé cái hộ khẩu bé nhập bên đó, thì bé được học bên nội. Thì cuối tuần là khoảng thứ bảy chủ nhật là em đón bé về bên đây. Có nghĩa là bé đi qua đi lại hai bên được luôn. Bé ở hai bên từ đó giờ luôn? Dạ, từ đó giờ, chứ không phải bé ở một bên nào hết á. À, rồi bây giờ bé có sẵn sàng để cho mẹ có ba mới không? Dạ có ạ. Ủa nhưng mà em chia tay với ông xã bao lâu rồi em? Dạ chia tay cách đây cũng phải 10 năm rồi ạ. 10 năm luôn đó hả? Dạ. Rồi 10 năm đó có mối tình nào không? Cũng có, với bạn bè giới thiệu một hai mối tình, nhưng mà cũng không có thành, tại vì cái người đó đến với mình không có sự chân thành. Ừ. Dạ. Cho nên là thôi. Dạ. Em nghe cái người bạn bên đây tâm sự thì em thấy sao? Em cảm nhận về bạn bên đây như thế nào? Thấy bạn cũng hơi nhút nhát. Đúng rồi, bạn nói bạn nhát mà, điểm yếu của bạn là nhát mà. Nhát. Em thì muốn có một cái người mà bản lĩnh chút xíu, rồi có khiếu hài hước. Đó là cái mẫu người đàn ông của em đúng không? Dạ. Chân thành, bản lĩnh, hài hước. Còn ngoại hình thì em có mong muốn gì không? Cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m50 ạ. 50 hả? 50, yên tâm đi, chắc cao hơn ạ. Hơn. Ồ, cao, cao hơn. Chào em. Dạ, chào chị. Trầm tư dữ vậy. Tính em nó vậy điều gì? Bây giờ nghe cô gái kia nói có gia đình rồi thì em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng bình thường à. Có châu có nghe luôn đấy. Ừ. Bây giờ chức thích người phụ nữ thế nào nói cho nói mỗi nghe, nghe đi. Coi như em thử cầu được ước thấy rồi. Em tưởng tượng như nào là chị trả lời hỏi đáp liền cho em luôn nè. Bạn gái bên đây sao nè? Bạn gái thì nói chung là nhìn vào mà cảm thấy thích là được. Em tưởng tượng thử bạn bên đây coi, da trắng hay là đen, tóc dài hay ngắn, khuôn mặt sao? Chắc là khuôn mặt cũng hơi tròn tròn. À, có tròn luôn. Da sao, nước da sao nè? Nước da thì cũng bình thường, nhưng không trắng, cũng không có đen. À, hơi bị trắng nha, nước da hơi bị trắng. Trắng bằng gì chị Hồng Vân không? À, có thể là xem xem đó cưng. À, thế là ok rồi. Ừ. Nghe trắng cười tươi sợ luôn. Ở trước là rất là nhút nhát, ít có nói. Thành ra bây giờ thật sự nó đi tìm người yêu cũng hơi khó đó. Nói chung cái chứ phải năng động hơn nữa, nói nhiều hơn nữa ha. Dạ. Thực ra thì em ngày xưa cũng hay đi hát lắm ấy chứ. Ủa nhưng mà bây giờ cứ ít đi hát, công việc này nọ ít đi hát thì đâm ra nó hồi xưa đi hát rồi đó hả? Dạ, cũng đi hát nghe một đoạn coi bài nào sung sung coi không khí nó sao cái đó. Đúng rồi. Để em hát bài mạnh mẽ lên nào. Có lẽ nào à. Rồi. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai? Mà ngẩn ngơ ngả rẽ đôi bờ, có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau, có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau chia tay nhau. Sao không lời hò hẹn em chăn trở giấc ngủ muộn màng, anh một đời vã víu mảnh trăng tan, trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Rồi được rồi, băng giá lắm rồi, được rồi đó. Hát đau khổ quá. Dạ. Cố gắng là hát sao cho thoải mái hơn nữa. Chào anh hay duyên dáng xinh xắn không? Đó chứ anh mê thật thà, chất phát. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương, tình cảm, ít nói, nhút nhát. Nó đại khái nãy giờ anh cảm nhận như thế. Rồi chúc hai người nói chuyện nhau coi nó hợp nhau điều gì không nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mấy bạn đồng nghiệp của em. Dạ, em xin chào hai anh chị MC và tất cả khán giả ở trường quay. Em là bạn đồng nghiệp của chị Thúy. Theo em thì thấy thì anh thì rất là chân thành và chín chắn nữa, nên em cảm thấy rất là hợp, cho nên là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ. Cảm ơn em. Em đi với ai? Em đi với cháu. Dạ. À, cháu hả?
Dạ, xin chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân. Chào bên nhà gái và chào toàn thể mọi người trong hội trường. Con là cháu của chú, chú là chú út trong gia đình. Cháu ruột luôn hả con? Cháu ruột. Chú thì cũng lớn tuổi rồi mà tính chú thì những khi cũng nhút nhát. Tới đây cũng mong chú có một mối tình để có người bầu bạn về già và sau này nữa. Nên thấy bên cháu thấy cô bên đây sao? Cô rất là phù hợp với chú. Thì mong chú với cô có thể tới được với nhau tìm hiểu thêm rồi tốt nhất được thì về một nhà ở. Hay quá. Vậy là vui nhất. Rồi, cảm ơn con. Tốt rồi. Mở rào. Cố gắng mạnh mẽ lên nha chứ nha. Dạ dạ. Chuẩn bị bài nào vui vui, chuẩn bị bài hát tặng bên nhà gái cái coi. Bắt đầu đi chứ. Rồi mở quà để coi ý nghĩa đi cưng. Chức. Hai người sao rù rì. Chủ động lên nè Chức à, chủ động lên. Chức đó, mở quà của Chức đi rồi. Là cái gì vậy cưng? Khoe cho mọi người. Cây son. Cây son màu gì nè, mở ra nè. Đi mua có lựa màu không? Em thích cái màu đó. Em thích màu này đúng không? Dạ, thấy môi bằng này với màu này xem không? Hình cũng gần. Gần gần đúng không? Dạ. Đó, màu ớt đó. Bây giờ em tô miếng son cho môi cho bạn gái cái coi. Chính xác, đó cho anh Linh hay quá. Anh Quyền Linh anh hay gì đâu nhiều cái. Tô lên một chút xíu son coi nào cho nó đậm đà. Nên anh tô cho em nha. Quẹt tùm lum đi. Nó rung quá đâu, quẹt tùm lum nha. Quẹt sao cái môi nó dày ra đó. Trời ơi, để người ta làm kệ nó Vân. Để người ta làm cho nó đi Vân. Kệ tôi, ở bên đàn gái tôi muốn làm gì tôi làm chứ. Bây giờ nè, mình ít nói. Bây giờ đầu tiên mình giao lưu âm nhạc cho nó tinh thần nó thoải mái cái nào. Tới nắm tay bạn gái luôn. Hát bài gì đó hát. Nhìn bạn gái hát cũng được nè. Nhạc rừng á. Cứ gì tự nhiên mới gặp nhau. Bây giờ em chào nhớ cái bài này. Bài đó dễ nhất đó. Bài rớt mới xuống gì đâu không. Quên hết rồi. Nắm tay là đánh thức mọi thứ luôn á. Nắm hai tay cô gái coi nào chứ. Cho nó mình mạnh mẽ lên đúng rồi. Bài vui đó nghe chứ. Bắt đầu nhìn cô gái hát đi chứ. Bây giờ nói chung được em không còn nhớ cái bài nữa. Nhớ gì đúng không? Bây giờ choáng rồi. Quên hết. Bây giờ em choáng rồi đúng không? Đó. Hút bài nào hát bài đó. Xin hát bài Một đời người một rừng cây. Đúng rồi đó, hai đứa hát bài đó đi. Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây. Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nghĩ về loài người. Trẻ chúng như cung hoa hồng, trẻ chúng như cung hoa hồng nhiên như cánh mai nở ngày xuân. Hey. Anh đứa xong ca bài này được nha. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau bắt đầu nói chuyện đi nào. Em thấy sao em? Thưa thầy anh cũng được. Em muốn hỏi cái công việc của anh á. Anh đi làm như vậy là một tuần lễ anh đi hết? Chủ nhật là được nghỉ. Làm ngày giờ hành chính hay là? Anh làm giờ hành chính. Em cũng đã đổ vỡ một cái cuộc hôn nhân rồi. Nên mình cũng em cũng muốn tìm hiểu một cái người thật sự biết quan tâm, biết lo lắng cho cuộc sống của em. Và cả hai được cũng như là phải biết chia sẻ với nhau trong mọi đời sống hàng ngày và thông cảm cho cuộc sống của em thì mình sẽ tiến tới. Nếu như nửa tháng anh đến thăm em một lần nữa. Dạ, được, không sao đâu. Tại sao nửa tháng? Khoảng cách nó cũng hơi xa. Bình Dương với lại Gò Vấp không có xa. Một tuần được không? Với lại nhiều khi công việc nữa. Không, nói chung là anh cảm thấy lúc nào là thoải mái nhất anh sẽ đến được với em. Tại vì bản thân em thì cũng mong là một người đàn ông thật sự chân thành chứ không phải ép buộc gò bó thời gian. Đúng không vậy. Có ý nghĩa gì hết. Quan trọng cái người đó đến với mình bằng sự chân thành, thấu hiểu chứ còn mà gặp gỡ nhau hoài mà cũng không hiểu cũng vậy. Trước mong muốn điều gì nói đi. Bây giờ thì nói chung là đến đây thì cũng là cái duyên. Mình cũng cho nhau cơ hội tìm hiểu, nếu mà trong thời gian tìm hiểu mà nếu mà hai bên cảm thấy nó tiến tới xa hơn được thì mình tiến tới. Rồi, hết thời gian. Đây là thủ tục của chương trình, nhưng nó cũng chính là trái tim của các bạn. Các bạn bấm nút theo nhịp đập của trái tim mình. Còn nếu tim mình không rung động, không cần bấm. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại, bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm, wow. Chúc mừng. Hay quá. Nắm tay nhau đi, chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau nào. Hiện nay chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội
tự chúng ta tạo nên điều kiện, chúng ta tìm hiểu nhau để yêu nhau. Rồi giờ sẵn xin phép em luôn để cho anh đặt nụ hôn lên má của em, đóng dấu cái buổi mà hai đứa gặp mặt. Anh xin phép nha. Bây giờ tình yêu nó không phải là ta ngồi ta chờ mình đâu. Mình đàn ông mình phải chủ động bằng mọi giá, bằng đúng mọi rồi. Cách chinh phục thời gian để thể chinh phục tình yêu. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng. Mong rằng những bộ cánh lung linh tại The Maven sẽ giúp buổi hẹn hò của bạn thêm phần lãng mạn và đầy yêu thương. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quy ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Yeah, cảm ơn chị Hồng Vân, anh Bình Linh ạ. À. Cảm ơn chương trình. Đó, rồi giờ chị phải chỉ đường nè, em đi xuống này nè, cứng cầu thang. Em đi cái đường này rồi đó, em quẹo tay mặt rồi vô ăn sô cô la nha. Cố lên nha. Lắc lẻo dữ sợ. Cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Đi phượt một mình. Em chỉ sợ cá tính hơn em. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt sớm vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Xin mời nhà gái. Mời đi cưng. Mời nhà trai. Rồi chào anh trai. Mời rồi. Nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Xin chào anh bạn nam cùng chơi với em hôm nay. Xin chào hai MC và các quý vị khán giả. Em là Vũ Thị Loan, 29 tuổi, đến từ Quỳnh Lưu, Nghệ An và hiện đang làm việc ở một công ty về thực phẩm. Em sống ở Tân Phú ạ. Ở Tân Phú và làm việc ở quận 3. Bạn nam có nghe rõ không ạ? Em nghe rõ rồi ạ. À, thế là thuộc lý lịch rồi nhá. Thưa dạ, vâng. Rồi, mình giới thiệu cho mình kia nghe luôn đi em. Em tên là Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1987, ở tại Hà Nam. Khi học tập và lập nghiệp thì tại Hà Nội. Em làm công việc gì? Hiện tại thì em có mở một cái salon cắt tóc nam.vn và quản lý hệ thống đấy thì được 10 năm nay rồi. Ồ, giỏi nha. Đây là lần thứ tư chương trình gửi 10 lời tham gia cho em. Năm 2017 thì chương trình có mời em đi 3 lần nhưng lúc đó thì em chuyển công tác vào Hà Nội sống, mới trở lại thành phố Hồ Chí Minh được nửa năm nay. Có nghĩa là chương trình mời chứ em đăng ký chứ. Em đăng ký chứ đúng không? Dạ vâng. Và đây là lần thứ ba rồi. Thứ tư. Ba lần trước thì không có tham gia. Ồ, vậy là định mệnh rồi. Vậy là duyên đấy. Định mệnh. Không phải là duyên luôn, Linh ơi, định mệnh luôn. Định mệnh luôn. Còn bạn nam thì sao? Có phải là lần thứ tư không? Em thì là lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình. Tại vì là cũng đến tuổi lập gia đình. Xong là cứ xem cái chương trình trên YouTube thấy hay quá. Mình bảo là thôi, có khi là mình đăng ký để tham gia chương trình. Mời nhà gái giới thiệu về ưu khuyết điểm của mình. Em là một người rất là năng động và nhiều năng lượng, luôn tìm tòi sự mới mẻ và làm cho bản thân có nhiều trải nghiệm hơn và tiến bộ hơn ấy. Còn về nhược điểm thì em khá là tập trung trong công việc. Khi mà đói hay là buồn ngủ thì em dễ cáu gắt với người khác. Nếu mà có điều gì đấy mà xảy ra không đúng thì em dễ thể hiện cái sự nóng nảy. Còn một điểm nữa là cái liên quan đến sở thích của em. Em là một người thích du lịch bụi. Đi phượt đó phải không? Vâng, em đi khắp tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam với xe máy một mình và đi sang Campuchia. Và tức là cái sở thích của em là được đi tới nhiều nơi và khám phá. Em dám đi phượt mà một mình á. Vâng, và em đi giữa Hà Nội và Sài Gòn bằng xe máy 3 lần rồi.
ba lần luôn. Wow, bạn này cá tính quá. 2014, 2017 và 2020. Wow. Mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Từ ngày sinh viên ấy, thì em có một cái sở trường rất là đặc biệt là em viết kịch bản game show. Thiên người nghệ thuật rồi đó. Dạ vâng ạ. Em học là học quản lý văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn hóa Hà Nội. Có nghĩa là em học cũng về nghệ thuật, nhưng bên em học là để có thể là quản lý chứ không phải học để biểu diễn. Rồi anh hiểu rồi, học quản lý văn hóa nghệ thuật. Dạ vâng. Thì em có khuyết điểm gì không? Người ngoài Bắc thì người ta nói là con trai thì hơi gia trưởng. Thì em là trong cái không phải là gia trưởng mà em kỹ tính. Và người nào mà làm không được có gọn gàng sạch sẽ thì mình luôn nhắc nhở người ta làm theo để giống mình. Với cái nghề của em phải chỉnh chu ha, phải kỹ càng, phải gọn ghẽ, sạch sẽ. Em có mấy mối tình rồi em trai? Có 3 mối tình chính thức. Vâng. Mối tình dài nhất là bao lâu? Kéo dài tầm gần 2 năm ạ. 2 năm, mối tình thấp ít nhất là bao nhiêu lâu? Là mối tình thời sinh viên có 6 tháng đấy ạ. Những cái lần chia tay đó mình thiếu sót những gì? Có nghĩa là cái thời điểm quyết định thì mình không có quyết đoán, còn đắn đo. Còn gì tính thiếu quyết đoán trong tình yêu? Còn mình thì sao em? Mấy mối tình rồi? Em chưa có một mối tình nào cả. Em chưa có một mối tình nào cả. Thiệt không vậy? Trời ơi! Lý do là em tập trung vào công việc và em không có nhu cầu có bạn trai. Không có nhu cầu có bạn trai. Em thích rất nhiều người, gần như là lúc nào em cũng thích một ai đấy. Và cũng khá nhiều người thích em. Nhưng em có quan điểm như thế này là yêu nhau á, em rất là sợ cái người, một trong hai người bị chịu đựng một cái sự tổn thương nào đó. Nếu vậy thì ngày hôm nay khi mà em tham gia bạn muốn hẹn hò là em đã chuẩn bị cho cái việc là em sẵn sàng có bạn trai chưa? Em mong muốn điều này từ năm 2017. Có nghĩa là mình không còn muốn đi du lịch một mình nữa đúng không? Vâng, thực sự bây giờ nếu mà có anh bạn đi cùng thì quá tuyệt vời. Quá vui đúng em, không? Em không muốn đi một mình nữa. Chứ mình 29 tuổi là đến cái tuổi mình không thể một mình được nữa rồi, vâng. Nghe. Chào chị. Chào em. Trời ơi. Em quen ấy ha. Em với chị Vân thì gặp nhau cũng khoảng 2-3 lần. Có chương trình Xuân Phát Tài. Đó đúng rồi. Em đó. Cũng làm tóc cho các nghệ sĩ ở trong đó. Wow. Đúng rồi đó. Bởi vì chị nói chị nhìn em là chị thấy quen quen. Vâng. Mà em thấy cái bạn bên đây nghe cái cách bạn nói chuyện em thấy bạn cá tính không? Vâng. Đi phượt một mình. Em chỉ sợ là cá tính hơn em. Đó, nhưng mà có thể em đây là một cái chất xúc tác để em có thể viết được những cái kịch bản hoặc là những cái idea mới. Bạn trai có thích du lịch giống như bạn gái bên kia không? Em thì có sở thích là du lịch, mua sắm và ẩm thực. Đó, không thích du lịch nữa. Thích thì du đó. Lịch nhưng em không có du lịch phượt như vậy. Thế em mong muốn cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Thứ nhất là họ biết đối nhân xử thế. Ngoại hình thì em muốn sao? Em muốn một người phụ nữ ưa nhìn, làm sao tương đồng với cả bản thân em. À, cho tôi xem mắt đàn gái thế nào. Em chào anh Linh. Ôi, chào em gái. Dễ thương, xinh. Nhìn em bạn muốn... này á, cái dáng bạn như là người mẫu đấy. Em cao 1m bao nhiêu vậy? 1m69,75cm. 1m69,75cm, tức là 1m7 rồi đó. Tốt rồi đấy. Em muốn có một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Về tính cách là một con người sống cởi mở và có tấm lòng với tất cả mọi người, không có ích kỷ, phải có sự chủ động nhất định trong mối quan hệ với phụ nữ. Chủ động, cái điều mà ông luôn luôn ông khuyến khích các bạn đúng nam rồi. Đó. Dạ. Bây giờ em nói những điều đó thì anh thấy chàng trai bên đây có đó. Anh ấy giao tiếp tốt nè, chủ động nè, nói chung con người cầu tiến và có khả năng phát triển kinh tế rất là tốt. Thôi bây giờ ta hỏi ý kiến người thân, sau đó thì mình sẽ cho hai bạn cho gặp các mặt. Bạn gặp nhau đi. Em đi với ai vậy? Em đi với cậu ruột của em, anh trai và bạn. Xin mời nhà gái ạ. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Xin chia sẻ thêm là không những chỉ là Loan đã đi xe máy từ Hà Nội vào Hồ Chí Minh mà. Và việc Loan đi như vậy không phải là để đi chơi nó một cách vô bổ, là để khám phá đất nước Việt Nam như Loan lúc nãy nói, rồi là đi giúp đỡ những người khó khăn, rồi những hoàn cảnh như thế nào. Và đó là lý do Loan đã hơn 20 lần hiến máu nhân đạo. Đó là một hành động rất là đáng quý của người trẻ. Và gần đây nhất thì Loan đã đăng ký với bệnh viện Chợ Rẫy để hiến tạng. Tôi rất là trân trọng và luôn khích lệ cháu, và đó là cái điều tự hào của cháu đối với tôi. Thì tôi thấy giữa bạn Tiến Đạt và Loan đã có những chia sẻ và có những cái mà nó gọi là đồng thuận, có thể là bù đắp cho nhau. Thì hy vọng là các bạn cùng có những cái bước tìm hiểu kỹ hơn, dẫn dắt nhau đến bến bờ hạnh phúc. Cảm ơn cậu. Bạn đi với ai? Em đi với cả rất nhiều người thân. Có chị con bác ruột này, có em con dì ruột. Và có cả một cậu em làm chủ nhiệm câu lạc bộ sinh viên tình nguyện của khoa quản lý văn hóa.
là những đời sau. Ngày xưa là em đời đầu, là những cái bậc tiền bối của các bạn. Thì hôm nay cũng đến để động viên tinh thần cho em. Tại vì là bị ế quá lâu rồi nên mọi người cũng mong là anh sớm lập gia đình. Rồi, mời đại diện gia đình nhà trai. Em xin được chào cô Hồng Vân và chú Quyền Linh. Em nghĩ là giữa anh Đạt và chị Loan rất là phù hợp với nhau. Như những gì mà chị Loan mong muốn về một người đàn ông, về một con trai thì anh Đạt thì rất có ý chí từ ngày thời của sinh viên rồi cho đến bây giờ là anh luôn luôn là một cái hình mẫu lý tưởng cho các em ở trường hiện tại noi theo, và cũng như là có một cái sự chân thành. Em thấy là cũng khá là phù hợp với anh Tiến Đạt. Thì em mong là sau khi mà hai người mở chiếc cái xe hoa kia lên thì có thể tiến sâu hơn với nhau. Và em mong là sẽ được ăn kẹo của anh Đạt sớm bởi vì em đợi ngày này lâu lắm rồi. Cảm ơn trai. Đạt rất là cảm động luôn đó. Khóc luôn đó. Ồ, vậy bảo hả? Là đây khóc luôn đấy. Sao vậy, hạnh phúc quá đúng không? Đúng thấy bà. Gia đình hỗ trợ động viên mình nhiều đúng không em? Tại vì là em rất bất ngờ, tại vì là khi mà mời mọi người đến để cổ vũ cho em, mọi người rất nhiệt tình đến. Tức là mọi người quý mình đúng không? Rất là thương mình, quý mình. Mình nghe được những cái lời rất là thật mà những cái lời chưa bao giờ mình được nghe đúng không? Hãy ngăn nhò dòng nước mắt cảm động lại. Chúng ta hãy gặp nhau. Có thể để cảm nhận tiếp, biết đâu chúng ta lại rơi nước mắt vì hạnh phúc thì sao? Ừ, đúng rồi. Nào. Chuẩn bị mở rào để những giọt nước mắt đó cho bạn Loan nhìn cũng được mà Đạt. Em khá là run. Không có run. Hơi bình tĩnh. Nãy mở cho lúc Đạt đang khóc đó để Loan nhìn thấy thương lắm. Ủa anh ấy đã khóc hả? Cô kia là có cá tính đó nha, ít khóc đấy. Wow. Em chào anh. Anh có món quà tặng em. Cảm ơn anh. Em tặng. Đã cao còn mang guốc cao nữa, thành ra quá cao. Em tặng anh cây xương rồng ý nghĩa. Cây xương rồng khi nó đứng một mình hay là nó đứng cùng những cây khác thì nó đều rất là mạnh mẽ. Nó có, và cái này nó là hình cái móng rồng để tượng trưng cho sự mạnh mẽ của người đàn ông. Và okay. Em chúc anh cảm thấy tìm được một cái ý nghĩa gì đấy khi nhìn cái chậu cây này. Anh cảm ơn. Rồi mình mở cái quà của Đạt ra luôn đi. Quà em. Của anh gửi tặng em đấy là một bộ chăm sóc tóc. Cái sản phẩm nó rất là ý nghĩa với các công việc của anh. Dạ. Yeah. Wow. Tất cả những cái sản phẩm này cộng cả cái lược massage này thì em mỗi lần là gội đầu xong dùng lược massage thì sẽ thấy sảng khoái. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều, em rất thích. Dạ. Hai bạn ngồi nói chuyện với nhau đi. Mấy chục năm trong cuộc đời chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt đó. Cảm nhận về nhau đi. Cho em hỏi là anh đang sống và làm việc ở đâu ạ? Anh đang sống và làm việc tại Hà Nội. Trước đây em học ở Hà Nội, em học ngoại thương Hà Nội, tức là ngành kinh tế. Sau đó em vào đây làm việc 3 năm, từ bé là em đã định hướng vào Sài Gòn rồi. 2017 thì em lại chuyển ra Hà Nội vì một cái lý do gia đình thôi. Và năm nay thì em quyết định quay trở lại được 6 tháng và định hướng của em sẽ là ở Sài Gòn. Thực ra ấy, thì anh đi vào Nam ra Bắc rất là nhiều. Yeah. Và anh thấy là anh phù hợp ở ngoài Bắc hơn. Tại vì ở nơi đó thì anh đã đi lên học tập và công tác ở đó suốt 16 năm rồi. Và anh thấy là cái môi trường đấy mình phát huy được cái khả năng của mình. Và nó cũng thấy cuộc sống nó chậm rãi và dễ sống hơn. Có nghĩa là anh sẽ không có ý định là sẽ vào trong miền Nam sinh sống. Vì là sự nghiệp của mình ở ngoài kia đúng không ạ? Anh thấy là bố mẹ anh thì già và mình cần phải có cái trách nhiệm nó cao hơn để thay thế những anh chị đang rất là nhiều việc. Dạ em hiểu. Nói chung đối với em là chữ hiếu là quan trọng nhất. Em thì định hướng em sẽ ở Sài Gòn. Thực ra cũng không có lý do gì lớn lắm về công việc thì em có thể phát triển ở miền Bắc hay miền Nam đều được. Nhưng mà em cảm thấy mình sống happy hơn, vui vẻ và tận hưởng hơn khi mình ở đây. Tính cách của em khá là hướng ngoại và có ít nhiều điểm giống như một cô gái Tây á, về không có vì một cái điều gì đó mà mình giấu cái cảm nhận thực của mình ra cả. Thì khi sống ở Sài Gòn thì em không cần phải nghĩ đến những cái điều đó. Em nghĩ gì và em cho rằng điều gì là đúng thì em sẽ thể hiện nó, miễn là nó là đúng đắn và tốt. Em dùng cái từ là em tận hưởng được nhiều hơn cuộc sống của em khi em ở Sài Gòn á, từng ngày, những ngày bình thường. Còn nó cũng có những cái trở ngại khi mà em về Đà Bắc để thăm bố mẹ thì cũng khá là khó.
Thế là hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Nội? Vâng, bố mẹ đi đi về về giữa Hà Nội và Nghệ An. Thôi mình bỏ qua đi nha. Anh hỏi trước đi. Em muốn lập gia đình từ năm 2017, nhưng tại sao đến bây giờ mà em lại chưa lập gia đình? Vì em chưa cảm thấy tìm được đúng người. Có phải là em quá khó tính không? Không, em không có mong tìm một người đàn ông mạnh mẽ hơn mình để mình dựa vào hay gì cả. Nhưng mà em cần một người đàn ông để mình ngưỡng mộ, để mình sống cùng họ hàng ngày. Thì vậy thôi, tức là giá trị về tinh thần. Như em, anh nói người đàn ông này còn cả một cái chuỗi tóc ở Hà Nội. Bây giờ nấy có cả tiệm tóc ở thành phố Hồ Chí Minh nữa đó. Yeah. Bây giờ nấy chưa kể đấy. Anh có cơ sở trong thành phố Hồ Chí Minh luôn đấy. Anh có quan điểm gì về tình yêu hôn nhân gia đình không? Ví dụ như bây giờ người ta đang hỏi rất nhiều về cái chuyện sống thử ấy, thì anh nghĩ sao? Thì anh nghĩ là cái việc sống thử ở bây giờ thì nó cũng không phải quá gì khắt khe cả. Yeah. Với những người mà quan niệm như em ấy, thì người ta sẽ hạn chế ít dần đi. Em cứ hiểu nè, ví dụ như là ngày xưa mà ai mà có bầu mà trước khi cưới thì cả làng cả xã người ta đồn ầm lên là cô này là không có, có chính chuyên, mà ai lại đi ăn kem trước cổng như vậy thứ. Nhưng bây giờ ấy, là những người nào mà có bầu trước là bố mẹ phụ huynh tất cả mọi người đều mừng, đón về cái là được trâu đợn nghe luôn đấy. Là người ta nghĩ thoáng rồi, ngay cả nông thôn thôi đấy. Nên là anh nghĩ là em hãy thoáng hơn một chút trong qua tình yêu. Bây giờ thế này, em trai, thời gian không có nhiều đâu, em bước tới nắm tay cô gái và có thể hát một bài nào đó tặng cô gái và nói lên tâm tư, những cái gì suy nghĩ trong lòng mình với cô gái. Mời em. Ok. Anh còn son, em cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được thành thân vợ chồng. Trở về vị trí các bạn. Dạ. Nếu các bạn thật sự rung động và xem đây là một nửa mảnh ghép của mình thì đừng ngại ngùng bấm ngay cái nút đó, không chờ đợi gì cả. Em nói là em sẽ có theo chồng ra ngoài Hà Nội không, hay là bắt chồng phải vào trong Nam? Em mới trở lại được 6 tháng. Em đã ra vào 2 lần rồi nên em không muốn. Em sẽ ở lại đây. Rồi, thôi thì 1, 2 và 3. Thời gian cả hai không bấm. Một cô gái cá tính, một chàng trai cũng cá tính, em có thể, chúng ta có thể là những người bạn. Yeah. Anh nghĩ rằng là không có gì nó hoàn chỉnh cả. Chúng ta suy nghĩ như thế, nhưng khi có tình yêu rồi không ngại đường xa, có thể thay đổi cuộc sống tất cả mọi thứ. Thêm nghĩ chàng trai cũng đừng cứng nhắc trong câu chuyện đó nữa, bởi tôi biết bạn ra vào thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là dễ, và cô gái cũng có thể ra Hà Nội nếu như chúng ta yêu nhau, hạnh phúc bên nhau. Đừng cứng nhắc trong tình yêu các bạn nhé. Tôi chỉ có đơn giản một câu như thế thôi, đừng cứng nhắc trong tình yêu, hãy cho mình một cơ hội. Rồi, đó là quyết định các bạn, chúng tôi tôn trọng điều đó. Vâng, thì vẫn nghĩ hai bạn này có một cái chọn lựa như thế là chính xác thực sự đối với hai bạn, bởi vì Vân biết bạn bạn Đạt, sự nghiệp của bạn Đạt, công việc của bạn Đạt ở ngoài Bắc rất là thuận lợi. Bạn Loan ở đây cũng vậy. Khi mà bạn nói cái câu này, khi mà bạn sống ở trong Nam, bạn được sống tận hưởng nhiều hơn và sống hết với cái tính cách của bạn. Bởi vì người miền Nam là có làm sao nói vậy người ơi. Đó là chính cái cơ hội mà các bạn đã mất đi. Tại sao chúng ta không xử lý mềm dẻo chút xíu? Chúng ta hãy tạo cho nhau cơ hội đi. Biết đâu được, cái gì cũng thể thay đổi cả. Trên trái đất này không có gì là không thể thay đổi cả. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là hai tính cách đó là các bạn sẽ khác nhau. Thành ra là hai bạn giải quyết như vừa rồi tôi thấy là hoàn toàn chính xác. Và Loan rất là cởi mở luôn. Tôi lại khác như bà mối, tôi thấy không chính xác. Em chỉ thấy tiếc là tại sao em không có gặp anh ở Hà Nội nhỉ? Vì em đi khắp nơi ở Hà Nội. Tại sao các bạn không bấm với nhau? 38 Nguyễn Hồng thì gần Đại học Ngoại Thương, rất gần Đại học Ngoại Thương. Em làm việc ở Vincom Nguyễn Chí Thanh suốt hơn 2 năm. Không có chuyện nữa. Chúng tôi không cho nói chuyện với nhau. Em rất hay đi mua đồ. Không cho nói chuyện nhau nữa. Thế mới nuối tiếc. Các bạn rất hợp với nhau, nhưng tại sao không cho nhau một cơ hội lại cứng nhắc trong tình yêu như thế? Tôi sẽ là người đứng ở giữa đây không cho các bạn nói chuyện nữa. Tôi tiếc cho hai bạn lắm. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Đây là những món quà chúng tôi gửi tặng các bạn.
tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Mỗi người đi một đường đi. Hai người không đi chung một đường được rồi. Nào em gái, đi bên kia. Của nã nhiều quá. Đây. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chữ tín, nhất là trong chuyện tình cảm. Con muốn người bạn gái của mình như thế nào? Dạ, cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đang nó kiểu như chủ động một xíu, tặng con nhát lắm. Nhát lắm hả? Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Tình yêu có thể chúng ta sẽ thay đổi bằng nhiều cách. Tình yêu là một phép màu, tình yêu là rất là nhiều màu sắc. Chúng ta có thể xử lý bất kỳ trong tình huống nào nếu thật sự chúng ta có cảm xúc với nhau. Thôi, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau nha. Sau đi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy gặp gỡ ngay và liền cặp đôi thứ nhì. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Chào em trai, ngồi đi em. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân, năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai, hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. Vậy đó hả? Rồi, Xuân là Xuân ở Đồng Nai, là ở huyện nào Xuân? Dạ, con ở huyện Thống Nhất chú ơi. Thống Nhất. Mời nhà trai. Dạ, chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân. Chào bạn con. Gái con tên là Long, năm nay con 26. Long? Dạ, Huỳnh Minh Long. Huỳnh Minh Long. Dạ, năm nay con 26 tuổi, con quê con An Giang, con đang làm việc ở Sài Gòn. Con công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe nam. Rồi, con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. Mọi người xung quanh nhận xét về con là một người khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng. Ham học hỏi, con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Con coi trọng chữ tín, nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch, với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa cô. Tính tình rất là cởi mở. Đó là cái đặc tính của bạn này. Mời bạn nam. Dạ, con thì con cũng biết nấu ăn, con cũng thích đi du lịch nữa. Con ưu điểm là không có hút thuốc. Nhược điểm con là ít nói chuyện, con cách nói chuyện. Con làm thu ngân chỉ thu tiền thôi mà, đâu cần nói chuyện với ai. Vô là thu thôi đúng không? Dạ. Hồi đó con học cái gì con? Dạ, con trước con cũng học ngành y. Hành y luôn hả? Dạ. Con có nhược điểm gì không? Nhược điểm con là ít nói á, con không biết cách nói chuyện. Đã nói rồi, thu tiền cần gì nói. Đó cũng phải là nhược điểm đâu. Bây giờ nè, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi. Có mấy mối tình nào nè? Con thì hai mối tình thôi. Trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi. Sau lớp 12 rồi thì mình ai đi học, đường ai nấy đi. Rồi, mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng 1 năm trời. Con có đi bộ đội nữa hả? Dạ, con có đi nghĩa vụ về. Qua môi trường là rèn luyện rồi ha. Dạ. Bản lĩnh rồi đó. Đúng rồi, là thấy có thiện cảm rồi đó. Rồi từ lúc mà chia tay mối tình đó có 1 năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu? Dạ, chắc khoảng 4 năm. 4 năm nay ở không đó, giới thiệu đàn gái vậy đó. 4 năm ở không, còn mình sao này nói luôn con. Mấy mối tình? Dạ, con trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3, thời học sinh thôi cô. Mối tình thứ hai thì kéo dài hơn 3 năm, hồi đó con là sinh viên. Thì sao? Tại vì là có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại. Mối tình thứ ba thì chị làm quen anh đó được, tìm hiểu được 2 tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô. Cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi. 24 tuổi mà nó có sơ 3 mối rồi ha. Khá dữ luôn á. Không,
chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. Chào cưng, một tình giữa là có thể coi là mối tình thôi, không có gì cả. Đẹp trai mà. Đẹp trai trời mà ơi. Thì tôi có nói gì đâu. Người mẫu đó. Ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh gì nha, giống không. Như là có tật rụt rịch hay sao. Giới thiệu đàn trai mà. Bên đây ai cũng đẹp hết. Con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào? Dạ cao, ngoan ngoãn, tính tình cũng vui vẻ. Đây nó kiểu như chủ động một xíu tại con nhát lắm. Nhát lắm hả? Dạ. Bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không? Khó nha. Mình trai phải chủ động chứ, ai bắt gái chủ động. Đúng rồi đó, chú Linh nói đúng đó con. Dạ. Nhát, nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán, mình dạ. phải chủ động, mình phải tấn công chứ con. Dạ. Rồi những cái mà con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ, thậm chí là dư nữa đó con. Trời ơi, con nhà gái coi. Cô rất là chảnh, cô rất là tự tin vào cái nhà điều mà cô đang nói. Sói ca chứ bộ vợ. Ủa tôi không hề nói cái gì, bên anh không sói ca, tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui. Tôi nhà thích nhà trai rồi đó, nhà trai tôi là ngon à. Chú ơi, chú gặp nhà gái đây. Dạ. Để coi sao. Chào chú. Trời đất ơi. Đứng hình liền thấy không? Sao nó xinh dễ thương dữ trời. Đó, đứng hình liền. Được, nhà gái cũng được à. Trắng như bông bưởi. Chịu, nhà trai chịu rồi. Trời ơi, tụi nó trai tài gái sắc á. Được đó con. Con muốn người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Dạ, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú. Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được. Chà, ngon. 1m78 được không? Quá ưa nhìn, cao hơn quá, con sợ không bơi tới. Về tính tình thì hòa đồng, sống tình cảm, trầm tính một tí. Quá trầm rồi đó con. Dạ. Ít nói mà. Trầm dạ, quá trầm phải luôn. Phải có tinh thần cầu tiến, không vũ phu, không gia trưởng. Chắc chắn là không vũ phu rồi. Dạ, hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi. Dạ, với lại là phải biết quan tâm, chia sẻ. Có quan tâm không con? Có cái này là chưa biết nè. Dạ, cũng có chứ con. Có phải không? Dạ. Đó. Ủa? Bên nhà gái ta mong muốn vậy đó. Bên nhà trai tôi có hết á. Nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á. Thì bây giờ hỏi gia đình đi. Hỏi gia đình đi coi sao. Tại sao con đi với ai? Dạ con đi với gia đình con, ba mẹ với vợ chồng chị. À có ba mẹ nữa. Trời rồi. Ơi. Mời ba mẹ cho ý kiến. Chú sinh gái xong mà sinh dữ vậy không biết. Hai ba. Xin giống mẹ ông Quyền Linh. Mẹ nhỏ chắc xinh lắm ha. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào nhà đại gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Tùy con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí. Thế con nhà con ở đâu? Dạ, nhà con ở quê con An Giang. An Giang hả? An Giang. Miền Tây đó. An Giang. Đây. Rể của cô Kiên Giang đây. À, có người rể cũng Kiên Giang, Kiên Giang rồi. Giờ mốt là người rể An Giang nữa. Vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới Kiên đó hả? Dạ. À, con chỉ lên đây con làm thôi gì? Dạ vâng, con mới lên Sài Gòn làm. À vậy hả? Dạ. Còn lại thì hai con quyết định. Dạ, cảm ơn nhà gái. Con đi với ai? Dạ con đi với bác với em gái ruột của con. Chị. Chào gia đình họ nhà trai. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào chị Hồng Vân và Huỳnh Linh. Cũng xin chào các vị khán giả. Em là bác của Huỳnh Long. Thấy em gái này cũng dễ thương thì, quá dễ thương luôn. Bác thấy là cũng được đó. Thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. Đi nha. Đúng rồi, trai xinh gái đẹp nó gặp nhau rồi trên đó. Mở rào. Bắt đầu đi nha. Công lệnh. Chào em. Công lệnh. Đây là con quà em tặng em. Dạ, em cảm ơn em tặng anh. Cây này thì em trồng lâu rồi. Từ hồi nó dày nè, giờ nó to như vậy rồi. Từ hồi nó nhỏ như vậy. Cũng lâu rồi anh, hơn một năm rồi. Người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm. Nhưng em nghĩ vậy. Em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi. Giống như là việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó. Chỉ cần sự chân thành thôi. Người phụ nữ có độc lập tới đâu, có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa. Anh hiểu ha. Dạ. Rồi hai đứa trò chuyện đi con. Cho anh hỏi trước, em dạ. Tại đang làm ở đâu? Dạ em làm tại một phòng khám ở Đồng Nai luôn anh. Ở Đồng Nai hả? Dạ. Xa không? Dạ, với lại em cũng thấy anh hơi xa.
Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn. Tại vì chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu. Hai đứa dọn về làm chung nghề luôn đi. Đúng rồi, không phải chung, tức là hoặc là đứa này qua chỗ này, đúng hoặc rồi. Là đứa này qua chỗ đó. Chính rồi xác đó, luôn vậy đó. Luôn. Chắc hai đứa hợp đó. Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm. Đúng rồi. Ủa học hành y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa. Y đa khoa hả? Dạ. Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn. Nếu cần là chú Linh xin việc giùm luôn. Xin cái gì cũng được hết trơn con. Thân mà thân dữ dằn á. Rồi bị thân luôn á. Dạ. Rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi, còn chuyện kia chú lo. Dạ. Đúng rồi. Ừ. Lo bằng bạc yêu đương khi mà về chung một nhà đi. Còn cái chuyện không gian địa lý để chú Linh tính cho. Dạ. Khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á. Với em thì thời gian không quan trọng, quan trọng là tình yêu đủ lớn, đúng người đúng thời điểm thôi anh. Anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau. Năm sau hả anh? Thì giờ cũng cuối năm rồi. Không, anh cũng lớn rồi mà. Anh 27 tuổi, 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi. Nôn quá hả đâu, con? Nôn quá. Đàn ông 30 tuổi vẫn chưa gọi là ế mà anh. Không, tại vì nhà anh cũng có mình anh á. Mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á. Anh là con một hả? Đúng rồi. Rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh? Tại vì anh là con một mà. Đúng rồi. Xa ba mẹ hả? Tại vì thật là em không thích lấy chồng xa. Tại vì lại em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa. Tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh hay lập nghiệp ở Đồng Nai gì đó? Bây giờ tương lai vẫn còn dài. Sau này mình lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, mình có thể đưa ba mẹ lên, rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà, ba mẹ chồng bên, ba mẹ vợ bên. Trời ơi, tính cho vậy chứ nó. Dạ, nếu được vậy thì tốt quá ha. Ừ. Em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng. Đúng nhưng rồi. Mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh thì anh đúng có bản lĩnh đâu. Bản lĩnh của anh là anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều á, anh đi không à. Anh đi hả? Không tại không có làm lớn chuyện lên á. Nhưng giận mà quá, nếu giận như mà cãi đi. Thì anh cứ bỏ đi vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao? Hết giận thì về nói chuyện sau chứ quá trời bùng vậy nổ. Thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu? Thì anh đi uống cà phê rồi đi dạo, anh thích đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về. À, bây giờ con đứng lên con nắm tay bạn gái, con giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Dạ. Xin phép nắm tay em nha. Thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng thích em rồi. Nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này. Còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha. Ở đây còn quá sớm mà. Em thấy sao? Em thấy xa quá. Thì xa thì từ từ là gần thôi. Không, bạn trai nói đúng đó con. Nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước, cho nên con đừng có sợ gì cả. Trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi. Thực sự nếu mà không thấy rung động thì thôi. Còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con. Dạ. Em suy nghĩ đi. Dạ. Rồi, về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn. Nãy giờ chúng ta có thể chuyện vui chút xíu, nhưng bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình đi. Nếu thật sự các bạn rung động thì các bạn hãy bấm nút. Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nha. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó. Cứ phải mạnh dạn lên vậy đó con. Bây giờ nói gì với hai bác đi, cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó. Dạ. Thì trước mắt thì đã bấm nút rồi, con cũng chân thành quen hai bác, quen con hai bác. Rồi con sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để nói chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé Xuân hiểu con. Dạ. Bé Xuân. Thì bé Xuân. Đó, rồi bây giờ con xin phép Mai Lộc Xuân bặt một nụ hôn. Không, không, chương trình không có hôn tay con ơi. Hôn ở đây nè, đó, hôn ở gò má của bạn. Anh xin phép cho anh hôn gò má em một cái nha. Ừ, à. Dễ thương kìa chứ. Thôi, như vậy là cũng tốt rồi. Đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau, biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn. Đây là những món quà dành cho các em. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Hy vọng rằng hai đứa sẽ thành đôi. Đẹp đôi lắm đó mẹ. Cảm ơn chú. Ok. Rồi đây, đi xuống đây nha. Tụi con đi xuống đây. Đó. Chào ba mẹ.